Sáng ngày 29 tháng 12, ghi nhận ở xưởng thi công Văn Tòng, phường Thạnh Lộc, quận 12, nơi đang thi công linh vật Tết Quý Mão ở cổng chính của đường Hoa Xuân Nguyễn Huệ 2023 và 20 linh vật đường hoa những năm trước. Không khí nhộn nhịp, các nghệ nhân đang tất bật thực hiện các công đoạn thiết kế tạo hình. Anh Lê Hoàng, quản lý kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất mỹ thuật Văn Tòng cho biết, năm nay, xưởng áp dụng công nghệ hiện đại là robot cánh tay tự cắt các mô hình nhằm tiết kiệm thời gian nhân công. Hiện tại, xưởng có 40 nghệ nhân tham gia thực hiện, tiến độ tạo hình các linh vật đạt 75% và chỉ còn công tác cuối cùng là làm bề mặt và lên màu cho linh vật. Nghệ nhân là chú Tòng trực tiếp để hướng dẫn cho mọi người thực hiện, thì chú còn áp dụng thêm một công nghệ đó là robot cánh tay tự cắt các cái mô hình của mình dựa trên thiết kế 3D. Sau đó thì các nghệ nhân sẽ thực hiện các cái chi tiết nhỏ của các cái chú mèo, và sau đó thì cũng là nghệ nhân luôn để lên màu cũng như là phối màu cho các cái con linh vật của mình. Nó rất là có ý nghĩa tại vì mình phải áp dụng cái công nghệ hiện đại vào trong cái việc mà mình làm mỹ thuật, tạo ra các cái shape, các cái khối của các cái mô hình đó bằng máy, nó sẽ nhanh hơn nhiều, tiết kiệm được thời gian hơn rất là nhiều và thuận tiện cho chúng ta khi mà chúng ta phải làm một cái khối xốp và chúng ta phải tỉa bằng tay, thì bây giờ cái việc đó nó sẽ thay bằng cái việc máy nó sẽ cắt ra các cái khối đó và chúng ta chỉ việc là làm bề mặt cũng như là làm mỹ thuật lại cho các cái khối mô hình của mình thôi. Gặp bà Nguyễn Thị Cơ, 66 tuổi, người gắn bó với xưởng đã hơn 10 năm. Dù đã lớn tuổi nhưng năm nào bà Cơ cũng tham gia tạo hình linh vật. Công việc tuy vất vả, ngày làm 8 tiếng, khối lượng công việc nhiều thì có thể tăng ca đến 10 giờ khuya. Nhưng bà rất vui vì mỗi độ xuân về, người dân thành phố hay du khách đều dành lời khen cho các linh vật ở đường hoa. Cô thấy hứng hở, vui đó, tự mình làm mà được người ta khen đó, mình thấy cũng thích. Ở đây là làm đủ hết đó, tập thể đủ hết. Cũng như là không làm này thì cũng đi trà nhám, trà đồ mấy cái con này nè. Cho nó láng như vậy rồi bắt đầu mình mới là đi sơn màu lên. Sơn keo này lên nè cho nó cứng nè. Trà nhám như vậy nên sẽ bụi sẽ băng vào mắt mình đó đúng không ạ? Mình phải đeo khẩu trang á. Tại vì nó bụi dữ lắm. Như vậy thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe mình không? Thì cũng phải có thôi, nhưng mà cái công việc nghề của mình là mình cũng phải chịu thôi con. Tết Quý Mão 2023, đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh xuân an vui, xuân thịnh vượng, kỷ niệm 20 năm công trình văn hóa đã thành biểu tượng mới của Thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết Nguyên Đán. 6 linh vật ở cổng đường hoa có chiều cao từ 0,8 đến 4,5 mét, được tạo hình bằng xốp, sơn mỹ thuật bề mặt giả gớm. Trên diện tích hơn 240 m² sau lưng cổng chào đường hoa, khách thưởng ngoạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng lại toàn bộ 20 linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào đường hoa trong 2 thập kỷ. Vì thế, du khách sẽ có dịp chụp ảnh chung với hình ảnh đại diện con giáp của mình. Hơn 600 mét chiều dài đường hoa, 70 hình ảnh linh vật mèo với nhiều sắc thái, biểu cảm khác nhau được cách điệu, làm từ mút xốp, sắc, sơn mỹ thuật, phủ mùn cưa, giả đất nung đến ốp hoa tươi. Đặc biệt, cổng kết là hình ảnh đôi linh vật cao nhất và nổi bật nhất với chiều cao lần lượt là 4,5 mét và 5,5 mét, thân được kết từ hơn 2.900 giỏ hoa tươi. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ phục vụ nhu cầu du xuân của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2023 đến 21 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 5 Tết.